Xin chào tất cả mọi người, hôm nay nhà thuốc Thái Dương xin giới thiệu tới các bạn một sản phẩm hỗ trợ giải độc gan, đó là GS Sinamax. GS Sinamax bao gồm các thành phần như Silymarin, chiết xuất rễ bồ công anh, chiết xuất lá Actiso và một vài thành phần khác. GS Sinamax có công dụng là hỗ trợ chống oxy hóa, giải độc gan, giúp bảo vệ gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong các trường hợp như là gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc là xơ gan. Đối tượng sử dụng GS Sinamax bao gồm những người cần được bảo vệ gan, giải độc gan và tăng cường chức năng gan như là những người bị gan nhiễm mỡ này, viêm gan này, xơ gan hoặc là những người mà hay uống rượu bia, sử dụng những thuốc có ảnh hưởng xấu đến chức năng gan. Cách sử dụng thì uống 2 viên một ngày và một đợt là từ 3 đến 6 tháng. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại nhà thuốc Thái Dương hoặc để lại tên, địa chỉ và số điện thoại, nhà thuốc sẽ gửi hàng cho các bạn. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.